third of 2005, the Good Old My God went to 92 delegations aged 6 to 21 years old, led by 14 leaders, including Representative Le Duy Kenban. Kenban's scout troop has served the community and educated second generation Vietnamese youth in the U.S. Sắp sẵn được hướng dẫn bởi với bốn trưởng với đại diện là trưởng Lê Thủy Khánh Vân. Liên đoàn Thăng Long đã có rất nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng giáo dục thanh niên người Việt thế hệ thứ hai tại Mỹ. Qua 15 hoạt động của liên đoàn, các em không những là về trí thể và đức dụng. As one of the state's 12 constitutional officers at the time, Michelle was the highest ranking Korean American elected official in the United States. Just last week, her colleagues unanimously elected her as chairman of the Board of Supervisors for 2020. Michelle wishes everyone a happy year on the rack. Michelle Steele đại diện cho cư dân quận 2. Michelle được bầu vào hội đồng giám sát quận Cam vào năm 2000. To make sure that we fight against communism in Orange County. He's dedicated his life to keeping Orange County safe. Himself as Orange County Supervisor, a former California State Assembly member, and now Orange County. An toàn cho quận Cam. Và một hơn nữa, như quý vị đã biết là ông ta là giám sát viên quận Cam, cử nhân viên chỉ ban thân qua nhà mà hiến pháp là giám sát viên quận Cam. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thiệt lớn cho văn phòng giám sát viên của quận Cam. Với hai vị đại diện vừa bước qua khán đài. All right, guys, big round of applause. Up next is Sheriff Don Barnes, selected the 13th Sheriff Corner for Orange County in November 2018. With more than 30 years of service to the people of Orange County, Sheriff Barnes leads 4,000 sworn and professional men and women to provide exceptional law enforcement services that are free from prejudice or favor with leadership, integrity, and respect. Cam nằm ở thung lũng Phạm, có giám đốc hội đồng là Kelly Rowe, Stephen Sheldon và Dina Nguyễn. Thưa quý vị, họ cũng được tham gia bởi gia đình Stephen, gia đình Dina và các thành viên của câu lạc bộ sức khỏe cao cấp của Somerset. Thưa quý vị, và một lần nữa giới thiệu đến quý vị đặc khu thủy công quận Cam. Từ 3 năm, từ tháng 3 năm 2010 do nhạc sĩ Anh Bằng và nhạc sĩ Cao Minh Hưng với tất cả chi nhánh của các tiểu bang Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác, câu lạc bộ tình nghệ sĩ luôn có mặt trong các sinh hoạt văn hóa xã hội, đặc biệt là chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ cho các em thiếu nhi. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ. And a quick shout out, I see two of my students down there, Jenna Nguyen and Megan Dang. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ, also known as Vietnamese Artist Friendship Club, was established in March 2010 by composer Anh Bang and composer Dr. Cao Minh Hưng. Since then, the club has been developed in many other cities in the U.S. as well as other states and countries outside the U.S. The organization participates in many social and cultural activities in the community, especially the Youth Talented Development Program for the children. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có con em muốn trở thành thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghĩa sĩ, hãy gặp thẳng nha sĩ và là người đầu đàn của câu lạc bộ tình nghĩa sĩ, nhạc sĩ Cam Minh Hưng. Thưa quý vị, và bây giờ thì trước mặt nổi diễn hài. Quý vị thấy ngay trong đoàn của học khu văn hóa cô có những bài bằng tiếng Việt. Em tự hào là người Việt. Beautiful, đẹp quá. I also see, cảm ơn ba má. Thank
All right, and speaking of my alma mater, Bolsa Grande High School, here we have the talented students of Bolsa Grande High Marching Band. They're here today under the direction of John Miller. The award-winning band is part of the Garden Grove Unified School District's award. Thank you.
How are you?